tìm hiểu về cách tiếp cận bệnh tim bẩm sinh theo trình tự cùng thì chúng ta sẽ học cái cách viết danh pháp quốc tế của bệnh tim bẩm sinh. Người ta khái niệm là tim sẽ được chia làm ba thành phần riêng biệt, đó là các tâm nhĩ, khối tâm thất và các thân động mạch. Cái cách tiếp cận dựa trên cách sắp xếp hình học của ba cái phần này và phân tích cách kết hợp của chúng với nhau gọi là cách tiếp cận bệnh tim bẩm sinh theo trình tự vùng. Chúng ta sẽ có ba bước. Bước thứ nhất là xác định situs của nhĩ và phủ tạng. Thì như các bạn chắc là cũng biết hết, biết qua điều này ha, mình có ba loại situs là situs solitus, envexus và ambiguus. Solitus là situs bình thường, sự sắp xếp bình thường của các buồng tim cũng như là các cơ quan nội tạng trong cơ thể. Và khi nó bình thường thì mình sẽ người ta quy ước quốc tế để viết cái danh pháp quốc tế của bệnh tim bẩm sinh là người ta lại làm cái mọc đơn hoặc một cái mọc móc ngăn gồm có ba chữ và sẽ ngăn cách nhau bằng hai dấu phẩy. Thì cái chữ đầu tiên của mình là bước thứ nhất, situs solitus sẽ là chữ S. Envexus là đảo ngược của solitus, là hình ảnh soi luôn solitus sẽ viết chữ Y. Envexus là đảo ngược của tạng ha. Ambiguus có nghĩa là mơ hồ và nó nằm trong cái nhóm phân nhóm là heterotaxy. Lát nữa các chị sẽ viết ha, thì mình sẽ viết là chữ A đầu tiên. Như vậy để có thể xác định được cái situs bước nhất này thì chúng ta phải trải qua các sự phân biệt các đặc điểm như sau. Thứ nhất là phải nhận diện tim trái và tim phải ha. Dựa vào cái gì? Dựa vào hình thái học của tiểu nhĩ nhĩ, tương quan của khí quản và động mạch phổi, tương hợp giữa nhĩ và tĩnh mạch. Ví dụ như tĩnh mạch phổi thì đổ vào nhĩ trái, tĩnh mạch chủ thì đổ vào nhĩ phải. Rồi, vị trí của các cơ quan nội tạng là gan thì nằm bên phải, lách nằm bên trái, dạ dày nằm bên trái. Đối với động mạch chủ thì nằm bên trái, đó là đối situs solitus. Hai chữ nhĩ sẽ phân biệt với nhau vào cái chỗ đó. Với lại nhĩ là hai chỗ hai cái móc này nè, và cái sự phân bố cơ lược của nó, đây là cơ lược. Tiểu nhĩ phải nó sẽ có hình tam giác rộng và tù, còn tiểu nhĩ trái thì nó hình ngón tay hẹp và nhọn. Còn nhĩ, hai cái nhĩ thì nhĩ trái sẽ trơn lá hình tiền đình, còn nhĩ phải thì có nhiều cơ lược. Động mạch phổi phải thì nằm ở trước cái khí quản phải, động mạch phổi phải nằm ở trước khí quản phải, còn động mạch phổi trái nó bắt ngang qua cái khí quản trái. Đây là cái hình ảnh của situs solitus, thì thấy gì? Phổi phải thì có 3 thùy, phổi trái thì có 2 thùy, nhĩ phải và gan thì nằm ở bên phải, đây gan nằm bên phải nè, lách nằm bên trái, dạ dày nằm bên trái, động mạch chủ nằm ở bên trái cột sống và tĩnh mạch chủ dưới thì nằm ở bên phải của cột sống và tĩnh mạch chủ dưới thì đổ vào nhĩ phải. Rồi, để xác định cái situs của thai nhi, ngoài cái việc mà các anh chị xem ở trên khi mà rà ở trên bụng á, coi xem cái đầu á, thai ở đâu, cái mông nó ở đâu để mình hình dung ra cái thế nằm của em bé, thì từ đó mình xác định là vai trái ở đâu, vai phải ở đâu. Thì một cái điều rất là quan trọng là các chị phải scan, các chị scan từ bụng lên cho tới ngực để thấy gì, để thấy cái bụng đây thì sẽ nhận thấy là dạ dày nằm bên trái, xoang cửa hình chữ U và quay về phía bên trái ha, động mạch chủ xuống ở bên trái và tĩnh mạch chủ dưới thì nằm ở bên phải của cột sống nha. Hiểu cái này chưa? Xác định situs này á, đối với người mới học xem tim thai là khá là bối rối. Rồi, situs envexus thì nó là cái hình ảnh soi gương của solitus. Nó là hình ảnh soi gương hoàn toàn giống như cái situs solitus đó. Nhìn vô cái gương thì thấy
chỉ một phía của cơ thể thôi, hoặc là bên phải hoặc là bên trái, chứ không có còn là bên phải và bên trái khác nhau nữa. Đồng giảng phải có nghĩa là hai bên đều là bên phải, phổi hai bên phổi là phổi phải, hai bên nhĩ là nhĩ phải và tiểu nhĩ phải, gan hai gan sẽ nằm ở giữa và hai thùy đều là thùy gan phải. Và đương nhiên đồng giảng phải thì nó sẽ không có lách, để lách nó thuộc về cấu trúc bên trái và nó không có nhĩ trái để cho tĩnh mạch phổi đổ về, do đó nó sẽ có bất thường tĩnh mạch phổi về tim toàn phần. Còn đồng giảng trái thì hai bên hai thùy phổi, hai bên phổi là phổi trái ha, phổi trái có hai thùy. Tĩnh mạch chủ dưới là cái cấu trúc thuộc về bên phải, cho nên ở đây nó sẽ có gián đoạn tĩnh mạch chủ dưới, thay vào đó sẽ là cái sự liên tục của tĩnh mạch azygos hoặc là hemiazygos. Và lách thì nó đồng dạng trái thì nó nhiều lách, nó đa lách, và các tĩnh mạch phổi sẽ đổ vào cả hai nhĩ, vì hai nhĩ bây giờ đều là hai nhĩ trái và hai tiểu nhĩ trái, là sẽ có bất thường tĩnh mạch phổi về tim bán phần. Rồi ha, trong cái situs ambiguous mà đồng dạng trái thì chúng ta sẽ thấy là cái đầu mạch chủ nó sẽ nằm bên, nó sẽ nằm ở phía trước, hai cái này nó nằm song song với nhau, đầu mạch chủ nằm phía trước và tĩnh mạch chủ dưới thì nằm ở phía tĩnh mạch chủ dưới, hoặc là tĩnh mạch azygos thì nó nằm ở phía sau. Đa lách hay gan là gan trái, và dạ dày là cái vị trí bất kỳ, có thể nằm bên trái hoặc là nằm đằng bên phải vân vân, hoặc là nằm trước sau vậy đó. Ở đây ha, hai nhĩ đều là hai cái nhĩ trái và tiểu nhĩ trái nha. Đây, động mạch chịu xuống và dạ dày là vị trí là thay đổi, động mạch chịu xuống và dạ dày là vị trí là thay đổi, nằm ở bên phải hoặc là bên trái, nó cùng bên hoặc là đối bên. Cái tĩnh mạch chịu dưới thì gián đoạn và thay vào đó là tĩnh mạch azygos hoặc hemiazygos. Và cái cơ tĩnh mạch này nó nằm ở cạnh cột sống và nó ở cùng bên và phía sau của động mạch chịu xuống. Sang cửa thì do bây giờ là hai thùy đó là cùng là thùy gan trái, nên sang cửa nó không có dạng chữ U nữa mà nó có dạng chữ T, do gan nó đối xứng.
gọt distal sẽ phát triển thành thất phải và thân các động mạch. Thì trong quá trình phát triển trong bào thai thì cái ống tim này nó bắt đầu nó sẽ xoay, nó tạo thành cái trái tim hoàn chỉnh của mình. Thì nó sẽ có hai hướng xoay. Một là nó sẽ xoay phải. Xoay phải là xoay hướng như này nha, xoay phải để tạo thành một cái tim hoàn chỉnh với hướng xoay phải là xoay bình thường của tim. Hai là xoay trái, có nghĩa là cái hướng xoay bất thường, xoay ngược lại, xoay ngược của tim. Mình hiểu vậy nha, xoay phải là bình thường còn xoay trái là bất thường. Rồi nếu tim xoay phải thì mình viết cái chữ thứ hai của mình là chữ D. D là dextroloop. Nếu tim xoay trái thì cái chữ thứ hai của mình sẽ là chữ L, levoloop ha. Rồi sau khi xoay thì chuyện gì xảy ra? Đây xoay 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 cuối cùng kết cụm lại để đạt được là thất phải thì nằm bên phải, thất trái nằm bên trái, nhĩ phải nằm ở trên đầu của thất phải chứ không phải nằm dưới đít, nằm trên đầu thất phải và nhĩ và nằm nhĩ trái nằm trên đầu của thất trái vậy thôi. Đó là xoay bình thường nha. Kết cục của chuyện xoay này là vậy thôi. Để nha, để qua cái kế tiếp. Rồi à, người ta có một cái nguyên tắc gọi là hình thái học tay phải tay trái của thất phải để xác định là hướng xoay của thất là như thế nào. À, người ta sẽ lấy một cái bàn tay của mình, mình cứ tưởng tượng cái đây là cái tâm cái thất có cắt ngang đúng không, mình đặt cái bàn tay của mình lên sao cho là ngón cái thì nằm ở phần vùng nhuận, nó là nằm phần quanh ba lá và nó các ngón còn lại nằm ở phần vùng tổng là ở phần quanh đầu mặt phổi. Nếu mà cái tay phải đặt lên được vậy thì đây là tim xoay phải, còn bên đây là tay trái đặt lên đúng không, còn nếu nó xoay ngược lại là xoay trái, tay trái đặt lên thì là tim xoay trái. Rồi khi mà tim xoay bên phải thì van động mạch chủ sẽ nằm ở bên phải và thất phải thì nằm bên phải của thất trái đúng không. Rồi khi mà tim xoay trái thì van động mạch chủ nó sẽ nằm ở bên trái và thất phải thì nó sẽ nằm ở bên trái của thất trái. Rồi giống như mình nói bây giờ mình xác định xác giờ mình nhìn mình cắt ra cái tim thai chứ bây giờ mình phải định dạng được đâu là thất trái đâu là thất phải thì dựa vào cái gì. Giờ mấy chị nhìn đi nào, thất trái nào thất phải thì biết không? Ờ biết chỗ đó là nè, đây là cái tim thai nè, đây là thất trái nè, lòng thất nó là trơn láng, những cái mỏ nó không có cơ bè hết trơn luôn, không có dây chằng dính lên vách tim thất nè ha. Rồi về cái van nó sẽ đi theo thất, nếu mình đã xác định được đây là thất trái thì đây chắc chắn là van hai lá, van đi theo thất, cái thất không có đi theo van nha. Đó đây là thất trái thì đây là van hai lá, van hai lá nằm gần đáy tim hơn đúng rồi đúng không. Đó. Còn cái nhĩ là mình rồi mình dạng nhĩ là hồi nãy mình mới định dạng rồi mình phải coi đây là nhĩ trái hay là nhĩ phải, mình dạng nó là cái tiểu nhĩ này là tiểu nhĩ là ngón tay hình ngón tay hay là cái tiểu nhĩ rộng tù. Rồi cái tĩnh mạch phổi đổ vô đâu? Đổ vô nhĩ trái thì đây là nhĩ trái, tĩnh mạch phía dưới đổ vô nhĩ phải. Đó, đây là thất trái nè, thì mình thấy học nó có buồng nhuận, cơ bề mỏm, buồng tống ha. À, buồng nhuận nè, cơ bề mỏm, buồng tống thì cái cơ bề mỏm nó mịn và thanh mảnh lắm, không có cái modulator band và nó có cái sự liên tục giữa van hai lá với van động mạch chủ. Van hai lá thì nằm gần đáy tim hơn. Ở đây là hình thái học của thất phải nè, cái cơ bề mỏm nó rất là nhiều, nó dày ha, nó có một cái này gọi là cái một cái màu trên thất, đây là cái màu trên thất ha, nó làm cho nó phân cách van ba lá với van động mạch phổi, van ba lá thì nằm gần cái mỏm tim hơn. Rồi bình thường thì khi mình có cái situs solitus với dây lứt thì ta sẽ có tương hợp nhĩ thất. Và các chữ thể hiện như thế này, situs solitus có nghĩa là gì? Cái gì bên phải là bên phải đúng không, cái gì bên trái đúng không. Situs solitus thì là nhĩ phải nằm bên phải, nhĩ trái nằm bên trái. Dây lứt thì có nghĩa là gì? Dây lứt thì là thất phải nằm bên phải, thất trái nằm bên trái. Vậy thì cuối cùng thì sao? Thất phải vẫn gắn với ở nhĩ phải gắn với thất phải và nhĩ trái vẫn gắn với thất trái. Và cái mỏm tim, cái khối tư tim nó dịch từ 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 phải chuyển sang trái nên cuối cùng nó tạo thành cái
hợp nhĩ thất rồi nè. Rồi, giờ đây chị sử dụng tiếp đi trong trường hợp là situs en vẹt sus mà với en và đức thì cái chuyện gì xảy ra? Nó vẫn tương hợp nhĩ thất nhưng mà nó lại gì? Nó mirror của cái solitus đúng không? Đúng không? Nó lại nó làm nhưng mà một tim nó bên phải thì nó làm mirror, nó soi gương của cái solitus bên đê đức. Bình thường á thì đó
xoay hoàn cái động mạch nó xoay bình thường hoàn toàn 150 độ cộng 150 độ thì van động mạch phổi nó nằm phía trước nãy đúng không? Nãy sơ đồ nó nằm phía trước, còn van động mạch chủ nó hơi nằm phía sau và nó nằm bên phải đúng không? Đó, mình sẽ thấy cái hình này. Mà cách này là biết chưa? Biết rồi phải không? Đây, tôi hướng như này, dạy từ thường là đây là cột sống nè, cái động mạch chủ xuống nè, nằm ở bên trái cột sống. Thân động mạch phổi, động mạch chủ lên và đỉnh mạch chủ dưới, đúng không? Đây là hình ảnh bình thường của cái đại động mạch xoay phải bình thường, đúng không? Rồi tiếp, rồi nhìn đây nha. Rồi cái trường hợp này, cái đại động mạch xoay phải không bình thường, tức là xoay tới mức 40 độ ngưng, thì sao? Thì động mạch chủ nó sẽ nằm ở bên phải và hơi phía trước của động mạch phổi, đúng không? Thì mình có chuyển vị đại động mạch, đây chuyển vị đại động mạch hoàn toàn, động mạch chủ nằm phía trước và bên phải động mạch phổi nè, động mạch chủ nằm phía trước và bên phải so với cái động mạch phổi đúng không? Đổ lên mặt cách khi nãy thôi đó, vậy so sánh vậy là dễ thấy đúng không? Đổ lên mặt cách khi nãy thôi thì đây là đỉnh mạch chủ dưới, đây là động mạch chủ xuống, đây là động mạch chủ, đây là mạch phổi đúng không? Thì trong trường hợp có chuyển vị đại động mạch thì mình biết chỗ này chữ D, chữ vị phải thì biết đây chữ D. Rồi quay trở lại cái sơ đồ nha. Rồi chữ vị phải vậy này là gì? Chữ vị trái lại động mạch xoay trái thì sẽ thấy gì? Động mạch chủ nằm đâu? Nằm ngưỡng phần phía trước động mạch phổi đúng không? Ngồi bên trái đây, động mạch chủ nằm phía trước và bên trái của động mạch phổi đúng không? LTGV chỉ cho chữ L xoay trái. LTGV còn có gọi là chuyển vị đại động mạch có sửa chữa. Có sửa chữa. LTGV thì nó chính là double disc cột tăng, là chuyển vị đại động mạch có sửa chữa, nó sẽ mất tương hợp hai lần. Rồi cho cái trường hợp thoát phải hai đường ra. Đây, thất phải hai đường ra là đây, nó xoay đến 90 độ thì ngưng, thì động mạch chủ cũng nằm bên phải, có thể nó hơi xích xích lên đây nó mới ngưng nè, nó ngưng rồi nó xích xuống đây thì hai cái nó song song, nó hơi trên đây chút xíu, có thể nằm hơi phía trên chút xíu so với động mạch phổi cũng được. Thì đây đúng không, động mạch chủ nằm phía trước và hơi phải chút xíu so với động mạch phổi thì cũng được ha, hoặc là nó nằm ngang đây cũng được, mà thường nó là như vậy, nó gọi là hai đại động mạch song song rồi. Thì đây mình để là DMGV, nó vẫn nằm trong cùng một, xuất phát từ cùng một thất phải, một vị trí trước sau của hai đại động mạch này nó thay đổi nên chỉ gọi là sai vị đại động mạch thôi, còn chuyển vị đại động mạch là nó chuyển thẳng luôn, nó chuyển thẳng từ thất này qua thất kia luôn. Rồi sau khi đó là mình sẽ ráp vô, mình ráp chữ vô nha, mình ráp chữ vô ha. S là situs solitus của nhĩ và phủ tạng, thì nhĩ phải sẽ nằm bên phải, nhĩ trái nằm bên trái. D là delus của thất, thì thất phải thì nằm bên phải và thất trái nằm bên trái. Như vậy chữ S chữ D này đã biểu hiện được sự tương hợp giữa nhĩ và thất, nhĩ thất là sự tương hợp. Tiếp theo chữ S này là biểu hiện cái sự xoay bình thường về bên phải của các đại động mạch. Thì kết cục của chuyện xây bình thường về bên phải của đại động mạch là gì? Thất trái sẽ cho xuất phát động mạch chủ và thất phải là sẽ cho xuất phát động mạch phổi. Thì đây là cái normal họ cái tim bình thường thì sẽ viết là S D S, hiểu chưa? Đặt chữ vô. Tới khi người ta viết vô S D S, mình đọc bài báo mình thấy chữ S D S là mình lấy ở trên thì bình thường. Rồi ta viết tiếp, ta viết I L I gì đó các chị nghĩ thì hiểu sao? Lại chị của này, nó giỏi rồi, quá giỏi. Đó là inverted, tức là invert sister, thì tức là invert sister của cái SDS nè. Qua đây mới khó. Chuyển vị đại động mạch nha. Trong trường hợp chuyển vị đại động mạch rồi, bây giờ SDD là sao? Các chị suy luận đi, SDD là sao? S đầu tiên là mình hiểu là chỉ phải bên phải, chỉ trái bên trái rồi. Chữ D kế tiếp vẫn tương hợp với nhĩ thất đúng không? Còn chữ D cuối cùng nè, tức là nó có chuyển vị phải của các đại động mạch rồi, thì nó
đấy là cái trường hợp mà chuyển vị đại động mạch hoàn toàn hồi nãy đó. Đó, mình viết vậy nè. Đó, như thế là full abbreviation, viết tắt đầy đủ sẽ là TGA-STD. Rồi. Còn cái này nè, là chuyển vị đại động mạch có sửa chữa mà ở cái situs solitus thì nó sẽ viết là SLL. Tức nghĩa là S là nhĩ, phải là bên phải, nhĩ trái bên trái, L. L là em là lúc rồi xoay ngược rồi nha. Xoay ngược thì thấp trái thì nằm bên phải, nghĩa là bất tương hợp nhĩ thấp. Bất tương hợp nhĩ thấp, những L cuối là gì? Là có sự bất, cái sự xoay trái bất thường, sự xoay trái của đại động mạch. Thì cuối cùng là sao? Cuối cùng là sẽ chuyển vị động mạch SL, có nghĩa là cái L cuối nghĩa là động mạch. Động mạch phổi thì cũng đi từ thấp trái, và động mạch chủ thì cũng đi từ thấp phải, là bất tương hợp đôi á, là chuyển vị đại động mạch có sửa chữa còn gọi là bất tương hợp đôi. Khi mình đã viết NTGV có nghĩa là hiểu luôn ra đó là bất tương hợp đôi, bất tương hợp nhĩ thấp và thấp đại động mạch luôn. Còn nếu mình viết là DTGV có nghĩa là chỉ bất tương hợp thấp đại động mạch thôi. Khi mình viết mình chẩn đoán mình viết vậy có nghĩa là vậy. Rồi tiếp tục, ILL nghĩa là chuyển vị đại động mạch mà ở cái situs engasis là nó sâu hơn với cái nãy á. Nó sâu hơn, nó sâu hơn của SDD thì đó là ILL. Rồi cái này cũng vậy thôi. Đó, cái này cũng vậy, sâu hơn của cái nãy SLG vậy ha. Rồi đây là thấp phải hai đường ra thì ta sẽ viết là DORV, nó viết tắt DORV SDD. Với cái thông liên thấp nằm ở vị trí nào người ta viết vô, thông liên thấp dưới động mạch phổi người ta viết vô ha. Cái này là trong cái bài không biết, mình tự viết ra thì nó cũng dựa theo cái nguyên tắc này mình viết ra thôi. Tự làm thử bài này, double aortic left ventricle nghĩa là thấp trái hai đường ra, thấp trái hai đường ra. S là sao? Này đúng ha. Rồi nhĩ phải nằm bên phải, nhĩ trái nằm bên trái. D, D đúng là SD, SD có nghĩa là tương hợp nhĩ thấp rồi. D này, xoay phải, xoay phải của các đại động mạch thì là nó có chuyển vị đại động mạch, tức là nó có sai vị đại động mạch. Để trong trường hợp là một thấp mà có hai động mạch xuất phát, nó sẽ là sai vị đại động mạch. Thì ha, thì mình viết là rồi lúc đó cái thông liên thấp nó nằm ở dưới động mạch chủ thì mình để là subaortic PST. Rồi đến cái phần khó nhất đã qua, phần này phần dễ nhất, thư giãn. À, phần trên là các anh chị là tương đối là cũng nắm bắt được đúng không? Rồi còn về suy nghĩ lại, đọc bài kỹ và suy nghĩ lại coi sao là định vị sao đó, định vị mấy cái heterodoxy giữa có gì cái đó có học thuộc thì sao nhỉ? Tôi hoài cũng vậy thôi. Rồi bây giờ phần 3 là mấy cái bản mã thì chỉ cách tra bản mã thôi. Đây là phần thư giãn thôi, không có gì hết. Nào đây là danh sách bản mã các đường viêm bẩm sinh theo cái này IPCCC, có nghĩa là bản mã bệnh viêm bẩm sinh và nhi khoa quốc tế, nó có trên trang web này, trên những cái trang web này. Lịch sử là tại sao người ta phải làm ra cái bản mã đó, giống như cái ICD-10 của mình vậy đó. Thì tại vì từ năm 1965 tới 2002 thì ông Van Raak và bà Stella là vợ ông, hai người này rất là nổi tiếng, là cái người đầu tiên phát triển cái hệ thống tiếp cận bệnh viêm bẩm sinh theo trình tự vùng mà vẫn dùng cho đến bây giờ. Cái hệ thống này cho phép các chuyên gia tim mạch và phẫu thuật viên tim mạch trên thế giới có thể thảo luận với nhau theo một ngôn ngữ thống nhất. Chứ còn nhiều người nếu không có hệ thống này thì người mô tả này người mô tả kia đủ bằng đủ ngôn ngữ là người ta loạn hết luôn. Ở như mình đã ra cái hệ thống này mình viết SDD và ai cũng hiểu vậy hết. Rồi sau đó thì mấy cái hiệp hội này nó sẽ lập ra cái bản dữ liệu, đã lập ra cái bản dữ liệu đánh giá hiệu hậu của phẫu thuật tim bẩm sinh.
triển trên cái nền đó những cái những cơ sở dữ liệu về danh pháp này nọ ha, bản mã tiêm cộng sinh nhi khoa này nọ vân vân, đến đến 2005 thì ta hoàn chỉnh cái bản này là các bạn hoàn chỉnh nhất ha. Mục đích của cái bản mã này là để chuẩn hóa và duy trì hệ thống danh pháp quốc tế để tăng cường sự truyền thông toàn cầu, thuận lợi hơn cho việc chăm sóc bệnh nhân, công tác giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực bệnh tim bẩm sinh. Nó gồm có hai loại bản mã là short list và long list. Cũng như cái này là tra trên cái trang này ha. Trên trang này ví dụ như mình muốn coi về cái bệnh lý của tim phải đi, thì vô cho mình vô cái tim phải nó soạn ra cho mình là thứ chiếc ba lô đi, thì trong cái chiếc ba lô nó có những cái thể như thế này, cái chiếc ba lô mà có không hiểu sản luôn, cái không có lỗ qua động mạch phổi luôn gì đó, thì vô nó sẽ ra cho mình ha. Cái mã của nó là thứ chiếc ba lô thì mã nó là 01.01.01. Ở trong đây họ sẽ có những cái hình ảnh đóng góp và mô tả về cái bệnh đó, mình có thể tìm hiểu thêm để mình học. Rồi đây là cái sự đối chiếu giữa cái bản mã IPCC mà cái bản ngắn với lại cái ICD-10. Ví dụ như là trong cái trường hợp mà situs and exist đi, thì cái bản mã IPCC và shortlist này nó là 03.01.03 thì tương đương với ICD-10 là Q89.3. Cái này mình lên mạng tra ra thôi, không có thuộc được. Đó. Ví dụ giờ đi ha, tất cả cái đó bị tên thấp chức năng độc nhất thì là 01.01.22, thì ICD-10 là Q20.9. Vậy đó, ví dụ vậy đó, cung động mạch chủ bên phải là 09.28.15 thì mình là Q25.05A. Đó rồi, bài đến đây là hết rồi. Đây là các phần tài liệu có thể tham khảo thêm. Đọc thêm ngay tại cái phút đầu tiên là cũng khó hiểu nhất, cái phần mà heterotaxy á thực sự là cái phần khó hiểu. À, vậy mình nghĩ nha.